Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài Thầy Tốt Bụng. Đầu tiên về phần cấu trúc của bài này, chúng ta sẽ đàn từ đầu đến cuối bài, chúng ta gặp ký hiệu DC. Đây là ký hiệu chúng ta đã gặp ở các bài trước, đó là ký hiệu chúng ta sẽ cần lặp lại bài. Chúng ta sẽ quay lại từ đầu. Sau đó, chúng ta đến phần dòng thứ hai, ô nhịp số 4, thì chúng ta lại gặp tiếp một ký hiệu nữa. Thường sẽ được viết bằng tiếng Anh là fin n và tiếng Việt đó là hết, thì chúng ta sẽ đàn đến đó là hết bài. Tức là thầy nhắc lại một lần nữa cấu trúc của bài, chúng ta sẽ đàn từ đầu đến cuối bài, sau đó chúng ta quay lại từ đầu đến dòng thứ hai ô nhịp thứ ba hết là kết thúc bài. Đó là về cấu trúc bài. Về phần các ký hiệu đặc biệt ở trong bài này thì chúng ta gặp thêm một ký hiệu nữa, đó là dấu thăng bất thường ở các ô nhịp số 5, dòng thứ 2, dòng thứ 3, ô nhịp thứ 1, ô nhịp thứ 4 và thứ 5 của dòng thứ 3, là chúng ta gặp các cái nốt pha thăng bất thường. Và ký hiệu này chúng ta đã được học ở bài trước, đó là dấu thăng bất thường thì có giá trị trong vòng một ô nhịp đối với các nốt nhạc liền sau nó và có giá trị trong vòng một ô nhịp. Ở đây chúng ta có nốt pha, chúng ta sẽ đàn là pha thăng ở các vị trí mà có dấu thăng bất thường này. Sau đây thầy sẽ thực hành gõ tiết tấu bài và đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu. Cuối cùng là thầy sẽ đàn riêng từng tay. 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, nghỉ. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, trắng chấm dôi, 2, 3. Tiếp theo, thầy sẽ đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu. 2, 3. Mi, fa, son, son, do, re, mi, mi, fa, mi, re, mi, re, do, mi, fa, son, son, do, re, mi, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, nghỉ. Re, mi, fa, mi, mi, fa, son, fa, fa, mi, re, son, son, re, mi, re, mi, fa, mi, mi, fa, son, fa, fa, son, hai, ba. Sau khi các em đã thực hành các bước này thành thạo rồi, chúng ta sẽ đàn riêng từng tay. Ở bài này thì phần tay trái chúng ta có một đoạn chuyển thế tay. Từ đầu bài chúng ta sẽ đặt tay ở vị trí nốt đô số 3. Sau đó đến khi chúng ta gặp ô nhịp số 4 ở dòng số 2, chúng ta sẽ cần chuyển tay xuống vị trí nốt son số 2. Sau đây thầy sẽ đàn phần tay trái trước. 2, 3. Đô, mi, son, đô, mi, son, si, fa, son, đô, mi, son, đô, mi, son, đô, mi, son, si, son, 2. Đô, nghỉ chuyển tay. Si, 2, 3, đô, 2, 3, re, 2, 3,
son nghi nghi si hai ba đô hai ba rê hai ba son hai nghi. Đó là phần tay trái, và cái phần lưu ý chúng ta khi chúng ta chuyển đó là khi kết thúc cái ô nhịp số 3 của dòng số 2, chúng ta có một dấu lặng ở đó, chính là cái thời gian mà chúng ta sẽ chuyển từ tay trái, chuyển từ vị trí nốt đô số 3 về vị trí nốt son số 2. Sau đó đến cuối dòng số 3, chúng ta sẽ quay lại từ đầu, thì tay trái của chúng ta lại di chuyển từ vị trí nốt son số 2 này, chúng ta lại di chuyển về vị trí nốt đô số 3. Đó là phần tay trái. Tiếp theo thầy sẽ đàn phần tay phải. Phần tay phải chúng ta sẽ đặt ở vị trí nốt đô số 5. 2 3 mi fa son son do re mi mi fa mi re re mi re do mi fa son son do re mi mi fa mi re fa mi re do do nghỉ re mi re re mi fa mi mi fa son fa fa mi re son son re mi re re mi fa mi mi fa son fa fa son hai ba, quay lại từ đầu. Đó. Tiếp theo thầy sẽ ghép hai tay bài này. Khi thầy ghép hai tay thì thầy sẽ đàn đầy đủ cả phần quay lại từ đầu đến cuối, sau đó chúng ta quay lại. Hai ba. Thank you.